và các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Hodarim hồi sinh cực đẹp với vạt áo màu xanh đến từ một bài cơ biệt. Nói về cái dòng rim hiện nay, anh em chia sẻ đang hướng nhiều phong cách là gọn gàng, đi bánh căm khăn đùm. Nhưng cái bản đồ hôm nay chúng ta sẽ thấy nó cơ cấu lại dạng chừng theo một lối hầm hổ hơn, cứng cáp bằng những món đồ chơi hàng hiệu. Dọn một con rim cực ở chỗ là nhiều người chọn phong cách là không bẩn để show ra cái phần sườn bên trong. Chính vì phải sơn làm lại một thứ để em ấy hoàn hảo nhất có thể. Nhưng cái công đoạn này tốn khá nhiều thời gian và kinh phí. Hai bên tận dụng xi nhan đồ chơi nhưng họa tiết bên trong được chia thành từng ô. Nhìn xuống dưới một tí chúng ta thấy được cái bộ pen dọc của Vision được người chủ tận dụng để chuyển từ cái phanh đùm thành khanh đĩa mà không tận dụng cái tay thắng dầu. Tiếp đến chúng ta thấy được phiên bản console dành cho con rim hôm nay với rất nhiều thông tin được hiển thị cái dạng LCD. Riêng cái phần tua máy thì vẫn để kim truyền thống, một sự kết hợp giữa công nghệ cũ và cái lối mới cũng rất đẹp. Cái trợ lực Quad S kẹp cổ giúp phần đầu ổn định hơn, chống sách cái độ cao rất là tốt. Anh dùng heo đỏ từ cái cụm là Ben Vision xuống có con heo của Rainbow Classic 2 Big Ben được người thợ CNC lệch cái phần phát rất là chuẩn dành cho cái đĩa LS xa đạn 260 lồng lõm. Chia sẻ thêm một tí lý do dùng cái đĩa lõm là vì cái mâm là của dòng Sonic 1.5 thời cũ nên phải tận dụng cái cấu trúc đĩa lõm thì mới phù hợp nhất. Cái động cơ sạch sẽ tính từng chi tiết nhỏ, cái bộ nắp đầu bò to lớn hầm hổ kết hợp với cái bộ Titan tạo hình cũng độc đáo sẽ là những cái điểm nhấn ấn tượng cho con xe đằng này. Trong khi phía sau đã tận dụng phanh đĩa nên cũng tính toán vị trí đặt bên dầu sẽ cho gọn gàng nhất, cũng là một yếu tố làm đau đầu như anh em chơi xe. Trong khi phía sau là heo của Rainbow 1 bit tháo từ các dòng xe được làm cái phát phù hợp với dàn chân của con rim hôm nay. Xe quanh chúng ta thấy được cái phục Hody phối cùng cấp nhôm các tay của Takawa. Những món đồ chơi này vừa mất tiền vừa có nhiều hiệu năng và phần nào đó còn cướp phần tăng giá trị con xe khá nhiều lần. Exeter 1/10 nâng cấp một cái sức mạnh 65cc đi cùng với một chế ngoại đậm chất Rust. Cái chiếc Exeter 10 độ hôm nay được người chủ nâng cấp rất là hoàn thiện bên ngoài bằng một ít dàn đồ chơi, nhưng cái cách mà thiết kế phối màu đã làm con xe trở nên lạ mắt hơn, gọn gàng hơn khá nhiều, đặc biệt chính là một khối động cơ với cái trái 65cc. Khoét cho mình một cái tâm màu xanh nó bật cái hiệu M lớn cho màu xanh lá đặc trưng của phong cách Movistar, kết hợp với tâm màu vàng đồng lốc máy để làm con xe đẹp hơn, nó bật hơn. Phong cách mà người chủ đã dọn cái con Exeter hôm nay hướng tính khá quen thuộc và được độ rất nhiều thị trường Malaysia. Chiếc xe được nâng cấp một cái sức mạnh động cơ cái trái 65cc hầu như dùng để chính là như vậy, nhưng nhiều tiểu tiết trên xe được bỏ đi để giảm bớt trọng lượng và tăng khả năng lướt gió. Các chiếc xe thi mật độ nên không thể thiếu một cái trợ lực Quad S kẹp sườn để hỗ trợ phần tay lái chống sát trong độ cao. Món đồ chơi này đến từ Bình Hải, được tận dụng rất nhiều trên cái dòng Crash nước bạn. Dàn chân trước phục được hạ xuống khá thấp, thay đổi trọng tâm giúp máy đầm hơn, lướt gió cũng tốt hơn. Chi tiết đĩa kiểu JS kích thước 60mm được bắt cho đùm trước cũng rất là gọn gàng, bên ngoài bộ đi nhôm rất là sáng bóng. Chen chân sau tận dụng cấp nhôm của Kinrass 1K, cái dâm màu bạc liên lạc với bộ niền mà con xe đen đang tận dụng. Lốc máy màu đồng lấy phiên bản từ SF10, nó cũng rất là đẹp, tinh tế, kết hợp cùng với những ốc kỳ 5 màu xanh Titan. Cuối cùng chính là chúng ta thấy cái cặp phục Holin bình dầu rời dành cho cái chiếc SF10. Việc thay thế là tận dụng ngay và không chế cho một chi tiết nào hết. Sản phẩm sẽ có hai nấm chỉnh giúp người dùng dễ dàng thao tác chỉnh lực đàn hồi của xe. Việc nâng cấp động cơ rất cao khiến vị trí ống xả cũng được thay đổi phù hợp nhất với bề độ. Sản phẩm bô tăng này kết hợp với cấu hình rất là thoáng, giúp khả năng thoát hơi tốt và đem lại âm thanh quy lực hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.